Trôm đây. Cảm ơn mọi người đã một lần nữa click vào video của em Trôm. Nếu mà mọi người muốn theo dõi kênh này cũng như là nắm bắt được cập nhật được giá bán chi tiết từng dòng xe, từng thời điểm chính xác nhất thì mọi người hãy ấn vào đăng ký và theo dõi em Trôm nha. Ngày hôm nay thì em Trôm sẽ mang tới cho mọi người một em xe mà đã mất tích cách đây rất chỉ là lâu rồi. Lâu thật là lâu rồi, đó là em xe mới King. Mặt khác thì mọi người có thể gọi là em xe F150 nhưng mà nhập khẩu từ Indo nha. Tại vì trong hình dáng của em xe mới King này thì nó giống y chang như em F150. Chỉ khác, thứ nhất là em xe này được nhập khẩu từ Indo và thứ hai là có cảng, rồi có giò đạp thôi. Rồi trước khi đi vào cập nhật báo giá hai em xe hôm nay thì em Trôm xin nhắc về địa chỉ cửa hàng. Địa chỉ cửa hàng của Trôm thì nằm ngay trên mặt tiền quốc lộ 13, khu phố 6, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Các bạn tới liên hệ với Trôm qua số điện thoại 0325 333 789 để được Trôm tư vấn này, cũng như là chỉ đường cho các bạn cùng tới để tham khảo cái những cái dòng xe trong cửa hàng hiện tại đang có nha. Rồi, mình sẽ đi vào cập nhật báo giá hai em xe này luôn nha. Hiện tại em xe mới King bên tay phải của Trôm là màu zin luôn nha các bạn, màu xanh ngọc rất chỉ là đẹp nha. Giá hiện tại của em xe mới King này bên Trôm đang bán với giá 48 triệu đồng. 48 triệu đồng nha. Bên Trôm có rất chi là nhiều màu, có cả màu đỏ xám, rồi màu xanh GP luôn. Nên là các bạn nào quan tâm tới những em xe mà đã mất tích một thời gian lâu nay thì hãy liên hệ ngay với cho Trôm nha. Đây, màu sơn này rất chi là đẹp nha, xanh ngọc, đúng là sơn zin của hãng của khác. Rồi cảng xe này, rồi dưới mâm này, đây mâm cũng được sơn màu xanh ngọc tông trùng tông luôn. Nhìn nó vừa cá tính này, vừa nổi trội này. Xong rồi bên này cũng có logo này, Yamaha này. Rồi dòng chữ này, EC này. Đây, viền tem thì cũng được cắt rất chi là sắc nhọn, tạo nên cái tính thể thao cho em xe này nha. Rồi và không thể thiếu được chữ tên của xe là mới King nha. Các bạn nếu mà mua xe trả góp này, đối với dòng xe mới King thì các bạn chỉ cần đưa trước cho Trôm là từ 5 triệu trở lên. 5 triệu thôi là các bạn có thể nhận ngay em xe này rồi. Và thủ tục thì đơn giản, chỉ cần căn cước công dân là được rồi. Còn nếu mà bạn nào có chứng minh thì các bạn có liên hệ với Trôm, Trôm sẽ tư vấn thêm giấy tờ cho các bạn nha. Còn phía bên này các bạn biết đây là phiên bản F150, nhưng mà đây là mẫu 2023 vừa mới ra nha. Màu này là màu xám mọi người ạ, xanh xám nha. Đây, được thiết kế phần tem màu xanh lá chuối này, màu xanh vàng nõn chanh ấy. Ẹc, chữ dọc ẹc xanh tơ theo kiểu phần dọc theo cái đầu xe nha. Rồi bên này là chữ gì tiếng Anh tôi cũng không đọc được nữa, nhưng mà nó tạo nên điểm nhấn cho em xe này này. Rồi phân khối 150, động cơ 150 này. Rồi tem này. Đấy, rất chi là nổi trội này. Đúng là phiên bản 2023, mỗi phiên bản thì nó đều có những cái điểm nhấn này, điểm sắc nét riêng, tạo nên cho em xe này có sức thu hút riêng nha. Và em xe 150 này hiện tại bên Trôm đang bán với mức giá là 45 triệu đồng. Em này là màu zin luôn nha. Các bạn mua xe, mua em này này thì các bạn chỉ cần đưa trước cho Trôm là từ 3 tới 4 triệu đồng là được rồi. Thủ tục cũng như em xe này thôi. Và đặc biệt là mọi người tới nhớ liên hệ trước với Trôm hoặc là alo cho Trôm, nhắn tin cho Trôm, tới cửa hàng nói có liên hệ với Trôm thì mọi người sẽ được nhận 500.000 đồng tiền xăng xe và tặng thêm phần quà từ cửa hàng nữa nha. Rồi, nếu mà mọi người còn thắc mắc phân vân điều gì thì hãy liên hệ ngay cho Trôm qua số điện thoại 0325 333 789. Xin chào và hẹn gặp lại.